Rất vui được khởi đầu ngày mới cùng quý vị trong chương trình Hà Nội buổi sáng của Đài Hà Nội. Nằm trong khuôn khổ các chuỗi sự kiện Tháng Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức triển lãm khoa học và công nghệ của sinh viên và hội nghị khoa học và công nghệ của sinh viên. Đây là sự kiện khoa học công nghệ đầu tiên dành cho sinh viên của học viện. Đã có hơn 1.100 ý tưởng sáng tạo khoa học công nghệ của sinh viên trong năm 2024. Gần 4.000 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học ở đề tài cấp học viện. Đó là những con số biết nói về phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học khởi nghiệp nông nghiệp ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Học viện cũng là một trong những cái đơn vị mà cũng có rất nhiều những cái công trình của sinh viên mà được đi tham gia dự thi của Bộ Giáo dục, của các cái chương trình của quốc gia, và cũng rất nhiều các cái giải thưởng. Thế thì từ những cái ý tưởng nghiên cứu khoa học này, từ những cái đề tài nghiên cứu khoa học này, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cấp các cái đề tài về khởi nghiệp để các em phát triển những cái ý tưởng này để cho nó thành những cái là có thể là thương mại hóa được, rồi là thành những cái sản phẩm có giá trị trong thực tiễn. Rồi là đoàn thanh niên cũng phát động các phong trào sinh viên nghiên cứu, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, để từ đó các em có một cái sân chơi. Không phải chỉ có tháng khoa học công nghệ là tháng 5 đâu, mà trong suốt cả một năm học thì các em đều có một cái sân chơi để các em tham gia vào những cuộc thi như vậy. Và từ những cuộc thi như vậy thì dưới sự hướng dẫn của thầy các cô, các em đã có những cái sản phẩm khoa học công nghệ như ở trong buổi triển lãm ngày hôm nay. Tại triển lãm khoa học và công nghệ năm nay xuất hiện nhiều đề tài mới thiết thực cho đời sống, như nghiên cứu bệnh do vi khuẩn gây trên cá rô đồng hay chuyển đổi số trong chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, ngoài hỗ trợ kinh phí nghiên cứu hàng năm, học viện này còn tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tạo cơ hội cho sinh viên triển khai các nghiên cứu, trao đổi học thuật. Đây là một cơ hội để cho các bạn sinh viên có thể trình bày cũng như là đưa ra những cái ý tưởng khởi nghiệp có sự đột phá về sáng tạo và khoa học công nghệ. Từ đó thì có thể cho thấy rằng là các bạn sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng là các bạn sinh viên có sự năng động và nhiệt huyết trong cái quá trình mà nghiên cứu khoa học. Đối với em thì em thấy là đây là một hoạt động rất là ý nghĩa và mang lại rất là nhiều lợi ích cho bọn em trong tương lai. Khi tham gia cuộc thi này thì bọn em được tiếp xúc thêm rất là nhiều những cái công việc mới, những cái hoạt động mới. Và điều đó giúp bọn em mở rộng thêm tầm hiểu biết và định hướng cho tương lai sẽ rõ ràng hơn. 10 năm trở lại đây, học viện này đã triển khai chương trình khởi nghiệp nông nghiệp cho học sinh, sinh viên trong cả nước, thu hút trên 1.250 dự án tham gia. Trong đó có nhiều dự án đạt giải khởi nghiệp cấp quốc gia, cùng hàng trăm dự án được hiện thực hóa trong sản xuất kinh doanh. Đây được xem là động lực thúc đẩy sinh viên nghiên cứu khoa học, đưa ra các ý tưởng khoa học ứng dụng trong cuộc sống. Đến với miền Tây Bắc, du khách có nhiều điều để khám phá về cảnh quan thiên nhiên và con người nơi đây. Độc đáo hơn cả vẫn là văn hóa ẩm thực với những món ăn hấp dẫn, phong phú, làm nên thương hiệu của miền đất này. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng khám phá và thưởng thức món cơm lam. Đây là món ăn giản dị mà thơm ngon, bắt nguồn từ chính cuộc sống của người dân từ thuở xưa. Theo anh Vi Văn Tuyền, người dân bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La, nguồn gốc ra đời của cơm lam xuất phát từ việc đồng bào đi rừng, thay vì lấy nồi thì người ta sẽ tận dụng những cây tre rồi cho gạo vào đó để nấu thành cơm. Đây là gạo nêm nương của đồng bào dân tộc Thái. Gạo rất là to, đều và đặc biệt là nó có cái mùi thơm đặc trưng của gạo nương. Tôi cũng đã là làm rất là sạch sẽ rồi. Cơm lam này thì sẽ phải gạo khô, gạo sạch, gạo khô. Khi mà bỏ vào ống này nó mới không bị bám vào những cái khu xung quanh này. Chúng ta muốn ăn gạo có màu thì chúng ta sẽ lấy cái nước có màu cho vào. Và bây giờ chúng ta sẽ rót nước vào trong ống này để ngâm. Sau khi gạo của chúng ta đã ngâm được 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy lá, có thể là lấy lá chuối hoặc là lá dong, thắt cái ống của cơm lam. Đối với công đoạn này thì khá là quan trọng, bởi vì là chúng ta làm sao để cơm nó chín đều ấy, thì lửa không quá to và không quá nhỏ để mà cơm nó chín đồng đều, và chúng ta phải lật thường xuyên. Đối với cơm lam này, để cho nó chín đều tất tần tật cũng tốn khá là lâu thời gian, ít nhất cũng phải 1 tiếng đồng hồ, bởi vì cái ống cơm lam này nó cũng khá là dày.